Chào mừng quý vị các bạn đã đến với kênh Tóc Tiên Diệp. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng cách comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để đứng chung bên cạnh để theo dõi thông tin mới nhất. Và sau đây thông tin chính có trong bản tin ngày hôm nay. Gặp khó tại Trung Quốc, Fellaini sắp về Anh tái ngộ thầy cũ. Chính sách giới hạn lương của Liên đoàn bóng đá Trung Quốc đã làm ảnh hưởng rất lớn tới các cầu thủ nước ngoài đang chơi tại Chinese Super League. Như chúng ta đã biết, bắt đầu từ năm 2020, các ngoại binh tại Chinese Super League sẽ chỉ nhận được mức lương không quá 3 triệu euro một mùa. Điều đó sẽ đẩy nhiều ngôi sao châu một thời phải đua đứng, bởi đa số họ đều đang hưởng mức lương rất cao, thậm chí là gấp 10 lần con số đó. Tiền vệ Maroni Fellaini đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ. Từ sau MU đang được câu lạc bộ Sơn Đông Lỗ Lăng trả 12 triệu euro mỗi mùa. Nếu đồng ý ở lại, tuyển thủ Bỉ sẽ chỉ nhận được khoảng 1/4 lương của mình nếu như ký hợp đồng mới. Trước viễn cảnh vừa không được thi đấu đỉnh cao, vừa không kiếm được nhiều tiền, cầu thủ 32 tuổi quyết định sẽ quay lại châu Âu để cứu vãn sự nghiệp của mình. Anh được cho là lựa chọn ngoại hạng Anh bởi đây là giải đấu mà Fellaini đã dành phần lớn thời gian thi đấu chuyên nghiệp. Trước động thái này, một số câu lạc bộ Anh đã nhanh chóng liên hệ với ngôi sao của Sơn Đông. Nổi bật nhất trong số các ứng viên chính là câu lạc bộ West Ham. Huấn luyện viên trưởng của đội bóng thành London là David Moyes, người thầy cũ của Maroni Fellaini. Cả hai đã có thời gian làm việc ở cả Everton lẫn Manchester United và có quan hệ khá tốt. Mới đây, chính David Moyes cũng bóng gió sẽ tìm kiếm cầu thủ có kinh nghiệm để bổ sung vào lực lượng của mình trong khi chuyển nhượng mùa đông. Đương nhiên, ông muốn ám chỉ tới người học trò cũ của mình. Ngoài kinh nghiệm chinh chiến, tuyển thủ Bỉ còn sở hữu khả năng chơi bóng đa năng, một mẫu cầu thủ ưa thích của mọi huấn luyện viên. Fellaini còn 2 năm hợp đồng với Sơn Đông, bởi vậy mức phí chuyển nhượng của cầu thủ này sẽ rơi vào khoảng 10 đến 12 triệu bảng Anh, một con số tương đối dễ chịu so với giá trị sử dụng mà anh đem lại. Euro 2020 sắp đến gần, Fellaini chắc chắn cũng muốn ghi điểm để có cơ hội lên tuyển, vì vậy thương vụ này có tính khả thi rất cao. Barca tái mặt vì Luis Suarez phải lên bàn mổ. Trong thời điểm vô cùng nhạy cảm của mùa giải, Barcelona đứng trước một nguy cơ lớn khi có thể mất tiền đạo chủ lực Luis Suarez trong vài tuần, thậm chí là vài tháng vì chấn thương đầu gối. Ở tuổi 32, chấn thương bây giờ là một người bạn quen mặt với Suarez. Tổn thương dai dẳng nhất mà anh gặp phải trong thời gian qua là ở đầu gối. Tiền đạo người Uruguay đã phải thi đấu với cái đầu gối không hề thoải mái trong vài tuần qua. Thậm chí, theo báo cáo ở trận bán kết siêu cúp Tây Ban Nha trước Atletico Madrid, cựu trung phong Liverpool còn phải tiêm giảm đau để vào sân. Trước tình hình không khả quan đó, cần một cuộc phẫu thuật để giải quyết dứt điểm. Tờ Sport thân Barca đưa tin Suarez sẽ được các bác sĩ hàng đầu kiểm tra chấn thương vào thứ Bảy theo giờ địa phương. Nếu các bác sĩ quyết định phải phẫu thuật thì Suarez sẽ sớm lên bàn mổ để có thể kịp trở lại trong giai đoạn cuối mùa giải. Với chấn thương kiểu này, nếu hồi phục nhanh, Suarez sẽ chỉ cần 4 tuần để dưỡng bệnh. Edward Moore của MU là sếp nhận lương khủng nhất tại Ngoại hạng Anh. Theo tiết lộ của Daily Mail, vị phó chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Man United được trả lương 3,1 triệu bảng một năm, cao nhất trong các giám đốc tại Premier League. Thực tế, số tiền thù lao mà Edward đút túi trong mùa 2018-2019 ít hơn 1 triệu bảng so với 12 tháng trước. Song ông vẫn vượt mặt chủ tịch Daniel Levy của Tottenham để trở thành lãnh đạo có thu nhập cao nhất Ngoại hạng Anh. Các báo cáo tài chính cho biết, MU đã chi ra 6,8 triệu bảng trả lương cho các giám đốc ở mùa giải trước, bao gồm cả hai huyền thoại Sir Alex Ferguson và Sir Bobby Charlton. Quy đỏ chỉ xếp thứ 6 tại Premier League mùa 2018-2019, cộng thêm không giành được bất kỳ danh hiệu nào. Nhưng việc giúp câu lạc bộ tiếp tục kiếm doanh thu tốt là nguyên nhân mang tới cho Udua mức lương khủng. Udua bắt đầu làm việc cho MU từ năm 2015 và mới lên đảm nhận vai trò giám đốc điều hành của đội bóng năm 2012. Thực tế, dù thi đấu bết bát trên sân cỏ, nhưng Man United vẫn làm ăn thương mại cực kỳ thành công, với doanh thu không ngừng tăng trưởng. Năm ngoái, MU đã ghi nhận lợi nhuận 19 triệu bảng, dù việc không được dự Champions League 2019-2020, nhiều khả năng sẽ khiến doanh thu sụt giảm mùa này. Quỷ đỏ đã tích lũy thu nhập khổng lồ nhờ vào sự hợp tác với hơn 50 nhà tài trợ toàn cầu và khu vực. Thanh lọc lượng Arteta mai mối kẻ thất sủng cho Inter Milan. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đã lên kế hoạch đào thải một cái tên khỏi sân Emirates trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Tân huấn luyện viên Arsenal Mikel Arteta tìm cách tận dụng triệt để khoảng thời gian ở kỳ chuyển nhượng mùa đông để có thể đưa về sân Emirates những nhân tố phù hợp nhất với triết lý bóng đá mà ông đang theo đuổi. Song song với đó, cựu cầu thủ của Everton cũng cân nhắc việc đào thải những cái tên không còn giá trị sử dụng nhằm giải phóng quỹ lương cũng như bổ sung một phần kinh phí vào ngân sách chuyển nhượng. Theo nguồn tin uy tín, vừa qua vị thuyền trưởng 37 tuổi đã xác định rõ cái tên đầu tiên phải nói lời chia tay câu lạc bộ sau giai đoạn đầu mùa giải. Đó chính là trung vệ Mustafi, ngôi sao người Đức dành phần lớn thời gian trên băng ghế dự bị ở chiến dịch hiện tại và thường xuyên nhận chỉ trích từ người hâm mộ bởi những sai lầm cơ bản. Thống kê cho thấy anh mới chỉ có vỏn vẹn 3 lần xuất hiện tại Premier League. Trước tình hình này, tờ Calcio Mercato tiết lộ thông tin cho rằng
Arteta muốn đẩy Mustafi đến Inter Milan để thay vào đó bằng một bản hợp đồng chất lượng hơn. Tuy nhiên, đại diện đến từ Syria cũng đã nhanh chóng khước từ lời đề nghị này. Họ tuyên bố sẽ chỉ quay lại thương vụ chiêu mộ của cầu thủ Sampdoria nếu như cựu trung vệ Diego Godin trở về Tây Ban Nha chơi bóng. Tin vui nhất trong ngày cho Manchester, bom tấn 70 triệu bảng nổ trong vài giờ tới. Tiền vệ tấn công Bruno Fernandes thực sự muốn chơi cho Manchester khi thương vụ chuyển nhượng tháng riêng tiến đến gần hơn. Trong vài ngày qua, báo chí châu Âu lại rộ lên thông tin đồn rằng Manchester nối lại đàm phán với nhà trưởng Bruno Fernandes, người cũng được Tottenham Hotspur liên hệ vào mùa hè. Và bây giờ đích thân nhà báo người Bồ Đào Nha Philip Diaz, tổng biên tập tờ nhật báo thể thao Ojogo, nói với Sky Sports rằng một vụ chuyển nhượng đang tiến gần hơn với việc Quỷ Đỏ nắm thế thượng phong so với Spurs. Câu chuyện cho đến nay là United lần này đang thực sự rất gần với Bruno Fernandes. Anh nói, đã có những cuộc nói chuyện giữa hai câu lạc bộ và chúng tôi nghĩ rằng một thỏa thuận có thể sẽ kết thúc trong vài ngày tới hoặc thậm chí vài giờ tới bởi vì Sporting rất cần tiền. Tình hình đã thay đổi kể từ mùa hè năm ngoái. Họ đã không chấp nhận thỏa thuận với Tottenham với giá 70 triệu euro, nhưng nó sẽ được trả với 40 triệu euro trả trước và sau đó là 30 triệu euro. Bây giờ Sporting sẽ chấp nhận 70 triệu euro, nhưng được trả theo từng đợt. Manchester United là câu lạc bộ mà Bruno Fernandes thực sự thích ở Anh. Đó là một câu lạc bộ mà anh ấy thực sự muốn qua áo. Các cuộc nói chuyện đã được tăng cường trong vài ngày qua. Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng nó có thể kết thúc sớm. Thông tin này phù hợp với tình hình hiện tại ở Old Trafford khi mà huấn luyện Ole Gunnar Solskjaer thiếu đi nhiều trụ cột ở khu vực trung tuyến và các tiền vệ công đều chơi dở tệ. Thương vụ với Fernandes chắc chắn sẽ là bom tấn cho United vì mức giá cũng như danh tiếng của cầu thủ sinh năm 1994 trên sân cỏ. Cả gan thả thính Real Madrid, Lingard nhận cái kết cực đắng. Jesse Lingard đã sẵn sàng lên kế hoạch chia tay Manchester United trong thời gian tới. Jesse Lingard đang gây thất vọng cực lớn. Suốt năm 2019, Lingard không có bất kỳ một pha kiến tạo hay ghi bàn nào cho Manchester. Với những màn trình diễn tệ hại như thế, Lingard đang tự đào hố chôn vùi sự nghiệp của mình ở Old Trafford. Cách đây hôm, tờ Mirror tiết lộ Lingard cũng đang có định chia tay Manchester với động thái khiến tất cả bất ngờ. Cầu thủ số 14 đã chính thức hợp tác với siêu cò Minorella, qua đó làm dấy lên nhiều tin đồn không hay về tương lai của mình. Gần nhất, nhà báo Alessandro Jacobone của tờ Sport Italia xác nhận, siêu cò Raiola đã chọn xong bến đỗ mới cho Lingard. Raiola đã chào bán Lingard cho AC Milan với giá 40 triệu bảng và đang chờ câu trả lời từ đối tác. Khi mà tương lai đang bấp bênh, tới hôm qua ngày 10 tháng 1, Lingard bất ngờ có động thái công khai thả thính Real Madrid. Cụ thể, theo Wellbeats, Lingard đã bấm theo dõi Real Madrid trên Instagram và Twitter. Dù vậy, Lingard lập tức nhận cái kết đáng ghét khi mà phía Real Madrid liền chặn Lingard ở cả hai mạng xã hội này. Rõ ràng Lingard đang thực sự biến mình thành trò hề và cảm giác chẳng nơi nào muốn chứa chấp cầu thủ này. Tái thiết hàng công, Solskjaer đưa hai sát thủ thượng thẳng vào tầm ngắm. Chiến lược gia Na Uy muốn bổ sung nhân tố cực kỳ chất lượng cho tuyến trên Manchester United trong kỳ chuyển nhượng mùa đông. Kể từ sau khi sự ra đi của bộ đôi Alex Sanchez, Romelu Lukaku vào kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, MU đã không còn nhiều sự lựa chọn nơi hàng tiền đạo và điều này đã trở thành một phần nguyên do khiến họ phải trải qua giai đoạn nửa đầu mùa giải đầy biến động. Trước tình hình hiện tại, ban lãnh đạo đội chủ sở Old Trafford muốn lập tức khắc phục việc thiếu hụt nhân sự trên hàng công ngay trong phiên chợ đông để có thể kịp trở lại với cuộc đua đầy khắc nghiệt ở giải quốc nội. Sau quá trình khảo sát, theo nguồn tin từ tờ Sky Sports, huấn luyện Ole Gunnar Solskjaer đặc biệt để ý đến hai cái tên, đó là Raúl Jiménez của Wolves và Moussa Dembélé thuộc bên chế Lyon. Bộ đôi này đang sở phong độ cực kỳ ổn định kể từ đầu mùa. Với Jiménez, ngôi sao người Mexico chính là một trong nhân tố quan trọng trong kế hoạch phát triển của bầy sói. Tính từ đầu mùa, anh đã ghi được đến 17 bàn thắng sau 33 lần ra sân trên mọi mặt trận mùa này. Trong khi đó, Dembélé cũng đóng vai trò tương tự tại Lyon. Trước suốt 23 tuổi bỏ túi 13 pha lập công, chỉ sau 27 lần ra sân trong máu đội bóng nước Pháp. Chứng kiến hiệu suất ghi bàn cực kỳ ổn định đến từ cả hai chân sút, Solskjaer quyết định nên kế hoạch đưa họ về Old Trafford ngay trong khi chuyển nhượng mùa đông. Tuy nhiên, Quỷ Đỏ hiểu rằng việc chốt hạ những thương vụ này sẽ gặp vô vàn gian truân, bởi lẽ cả Wolves lẫn Lyon sẽ không dễ dàng để trụ cột dưới câu lạc bộ trong bối cảnh mùa giải mới chỉ trôi qua được một nửa thời gian. Coi như xong vụ Eriksen, theo thông tin mới được Guardian đăng tải, Inter Milan đã đề nghị hợp đồng 4 năm dành cho Tristan Eriksen. Nezazzurri muốn có ngôi sao Đan Mạch ngay trong tháng 1 nên chấp nhận chi ra 20 triệu euro, tương đương với 17 triệu bảng cho cầu thủ, chỉ còn 6 tháng hợp đồng. Đại diện của Eriksen, ông Martin Schulz, đang ở Milan để dứt điểm thương vụ này. Ancelotti theo đuổi sao Brazil. Theo ESPN, Everton đã chuẩn bị 30 triệu euro để chiêu mộ ngôi sao tấn công Everton Suarez của câu lạc bộ Grêmio.
đích thân huấn luyện Ancelotti đã gọi điện thuyết phục cầu thủ 23 tuổi này gia nhập Goodison Park. Hai sao trẻ sắp rời Arsenal do không thể tạo cơ hội ra sân thường xuyên cho Emile Smith-Rowe và Thierry Jones-Jules nên Arsenal đã đồng ý kế hoạch để hai cầu thủ trẻ này ra đi trong tháng 1 theo dạng cho mượn. MU từ chối hai đề nghị mua Matic theo Daily Record. United đã từ chối hai lời đề nghị dành cho Nemanja Matic trong tháng 1 này. Được biết hai đề nghị trên đến từ Atletico Madrid và Inter Milan. Milan sắp có trung vệ Đan Mạch. Theo Sky Sports, Milan đã tiến rất gần đến thỏa thuận chiêu mộ trung vệ Simon Kjaer của Atalanta. Kjaer hiện đang khoác áo Atalanta theo bản hợp đồng chơi mượn, nên Milan phải đàm phán với câu lạc bộ mẹ là Sevilla. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn bằng những comment bên dưới. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để đến chung với cả để theo dõi những thông tin mới nhất nhé. Và giờ xin chào và hẹn gặp lại.